Các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội, hôm nay đứng ở đây để phát biểu trong cái lễ trưởng thành của các đồng chí đoàn viên đã cống hiến cho cả cái tuổi trẻ của mình, cho chi đoàn từ cái ngày tái thành lập trường tới nay, thì chúng tôi cũng là những cái thế hệ đầu tiên ở cái trường này. Hôm nay thì cũng có rất là nhiều cảm xúc, chúng tôi muốn gửi đến những cái nhiệt huyết còn lại, còn dang dở của chúng tôi chưa thực hiện được, đến các đồng chí trong ban chấp hành của chi đoàn, cũng như là các đồng chí trong chi đoàn, gửi cái màu áo xanh tuổi trẻ lại cho các đồng chí để viết tiếp những cái gì tốt đẹp nhất cho chi đoàn của chúng ta, cho trường và cho cống hiến cho đoàn phường nhiều hơn nữa. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, bình an và dạy tốt, học tốt. Xin cảm ơn.